Nhà vườn Ngọc Sơn mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa trên mọi miền quê hương tổ quốc nha. Hôm nay nhà vườn Ngọc Sơn có về một lô trang rất là đẹp nha. À, gồm tím sen và đỏ tàng thông nha. Tím sen tàng thông và tàng tròn thì cũng có đầy đủ hết để phục vụ cô chú bác anh chị qua số điện thoại của em là 0332 662 771 nha. Cũng là số Zalo của em luôn. Và trong thời gian qua em cũng rất cảm ơn quý cô chú bác anh chị đã ủng hộ nhà vườn Ngọc Sơn nha. Em tự quay nhà nhận lời TK đang sai đang hộ, hình ảnh có sắc nét không đẹp của bác anh chị nhớ kết bạn số Zalo của em. Em sẽ chụp hình và gọi lại cho bác chị coi nha. Mua nhiều thì em để giá khác nha. Rồi đầu tiên cây số 1 là cây tím sen tàng thông nha. Rất là đẹp các bác anh chị. Những loại tàng thông này nó khó kiếm lắm. Chiều cao của nó là 1. Chiều cao của nó là 1. Mấy nhiêu chưa? Lộn đầu nữa rồi. Chiều cao của nó là 1m2. Tán ngang ở đây là 75. Một cốt các anh chị. Rất là đẹp lung linh đẹp xinh nha. Con mét 2. Tại vì tàng thông là cốt ít có khi nào bự nha. Còn thăng là 12. Rồi cái số 1 đầu tiên cây tím sen. Em giao lưu là 450.000 đồng. Bao ship toàn quốc luôn. 450.000 ngàn. Rồi cây số 2 cũng là tím sen tàng tròn. Chiều cao nó là 65, tán ngang là 75-80. Rất là đẹp cây nha các anh chị. Hoành thân là 13. Rồi cây số 2 em giao lưu là 400.000 đồng. 400.000 nha. Tiền nào của đó nha các anh chị. Anh chị mua nhớ số giùm em nha. Rồi, cây này cũng có cây số cây đẹp nhiều nha. Rồi cây số 3. Chiều cao của nó là 90, tán ngang là 75. Cũng là tím sen luôn. Hoành thân là 12. Rồi cây số 3 em giao lưu là 350.000 đồng. 350.000 đồng luôn. Rồi cây số 3 luôn. Chiều cao của nó là 70, tán ngang là 80. Chiều cao tán ngang nó tương đối nha. Hoành thân là cũng 12 luôn, em đo trên đây không nha. Rồi cây số 4 em giao lưu là 450.000 đồng. Tím sen luôn, 450.000 đồng cây số 4. Rồi cây số 5 luôn. Chiều cao của nó là 75, tán ngang cũng 75 luôn. Cái này có bộ đế đẹp rất là đẹp nha. Cây của em là để cứ để nguyên trên chứ không có mà để sủi như người ta bằng dưới đây đâu nha. Để nguyên cái rễ mạng ở trên cho nó mạnh cây. Hoành thân 14. Rồi cây số 5 em giao lưu là 450.000 đồng luôn. 450.000 đồng. Cây số 6. Chiều cao 60, tán ngang 65. Hoành thân là 12 luôn. Rồi cây số 6 em giao lưu là 400.000 đồng luôn. 400.000. Rồi cây số 7. Chiều cao 60, tán ngang 65 luôn. Hoành thân 13 luôn. Rồi cây số 7 em vô luôn là 400.000 đồng luôn. Tím sen luôn. 400.000. Rồi cây số 8 cái này bự như các bác anh chị. Chiều cao 1m, tán ngang 1m1. Cây này lớn cây mà thoáng cây đẹp nha. Hoành thân 14 luôn. Rồi cây số 8 em vô luôn là 500. 500.000. Bông đang lung linh trời mưa này luôn. Mùa mua này nó mùa mua này sẽ ra hoa. Cây này đẹp gì cũng lung linh luôn. Cây số 9 cao 1m2 luôn, tán ngang là 90. Cây này khích tàn rất là đẹp nha mấy anh chị. Tàn thông nha. Hoành thân là 12. Cây số 9 em vô luôn là 500. Đó, tàn phải nói là khích đẹp luôn. Cây số 10 cao 80, tán ngang 1m. Hoành thân 14 luôn. Cây số 10 em vô luôn là 450.000 đồng. 450.000 đồng cây số 10, hoành thân 14. Cây số 11. Chiều cao 1m, tán ngang 1m1 luôn. Cây này phải nói là lớn cây luôn. Mà đẹp luôn.
Mình 24 luôn. Cái số 11 em vô luôn là 500 luôn. 500 ngàn đồng. Số 11. Cái số 12 cao 1m1. Bán 1080. Mình 24 luôn. Rồi cái số 12 em vô luôn là 450 ngàn đồng luôn. Rồi xa ra. Rồi kem. Rồi cái số 13 cao 1m bán 1090. Các anh chị nào mua nhiều thì điện thoại qua số điện thoại của em nha. Hoành hăng 11. Cái số 13 em vô luôn là 400. 400 ngàn. Cái số 14 cao 90 bán 1090 luôn. Còn thăng 13 luôn. Cái số 14 em vô luôn là 450 ngàn đồng luôn. 450 ngàn đồng. Số 14. Cái số 15 thì phải nói cũng đẹp, rất đẹp luôn. Cao 80 bán ngàn 75. Thích tàn luôn. Còn thăng 12. Cái số 15 em vô luôn là 400. 400 ngàn luôn. Cái số 16, cái này thằng Thông nha các bác anh chị, rất đẹp nha. À, cao 90 luôn. Bán ngang là 75 80. Còn thằng 12. Cái số 16 em vô luôn là 400. 400 ngàn đồng số 16. Cái số 17. Cây này cao 1m, bán ngang là 1m luôn. Lớn cây lắm các anh chị. Đó, mới đem về cây mới để phục vụ các anh chị luôn. Còn thăng 14 luôn. Số 17 em vô luôn là 450 ngàn đồng. Buông tay xuống. Cái số 18, cây này tròn rất là đẹp nha các anh chị. Tại bướng màu nó hơi nghiêng nha. Chiều cao nó khoảng 65, 8 ngàn khoảng 65 luôn. Còn thăng 13. Số 18 em vô luôn là 450 ngàn đồng luôn. 450 ngàn đồng số 18. Đây, cái này đẹp rung lên luôn, số 19 luôn. Đẹp như số 19 luôn. Cao 1m2. 8090. Khích cây luôn. Còn thăng là 14. Cái số 19 em vô luôn là 500. 500 ngàn số 19. Số 20 luôn. Đây có một cặp nha quá chị, cây này với cây còn cây nữa nha. Số 20 cao 1m2. Cả ngang 80. Hai cây này đẹp lung linh nha quá anh chị. Hoành thăng là 13. Số 20 em vô luôn là 550 ngàn đồng. 550 ngàn đồng tầm thông nha quá anh chị, kiếm sen tầm thông gì hơi khó kiếm nha. Cây 21 luôn, cây nãy cây này là một cặp luôn. Chiều cao 1m2 luôn. Tán ngang khoảng 85. Rất là đẹp luôn. Cái nãy cây này một cặp luôn nè. Bác chị nào bỏ cặp này vậy là đã luôn. Còn thăng 13 luôn. 44. Cái số 21 em vô luôn là 550 ngàn đồng. 20, 21 một cặp. Rất là đẹp. Cái số 22. Cao 60 tán ngang 75. Tròn nha bác chị. Thằng tròn. Còn thăng là 15. 22 em vô luôn là 450 ngàn đồng luôn. Kiếm xem 450 ngàn. Cái số 23. Chiều cao của nó là 90. Tán ngang là 85. Còn thăng 14. Số 23 em vô luôn là 500. 500 ngàn số 23. Cái số 24 cao 60 tới ngàn 70. Tròn đẹp luôn. Còn thăng 11. 24 em vô luôn là 450 ngàn. Vô luôn 450 ngàn luôn. Họ sống một xếp toàn quắc luôn.
Shop quen là bao ship, cây nào cũng bao ship hết. Số 25. Chiều cao là 65, tán ngang 70. Hoành thân 13. 25 em vô lưu là 450 ngàn. 25 450 ngàn. 26 cũng là hết tím sen luôn. Cao nó 70, tán ngang 60. Em 26 có tím sen không anh chị? Các chị này muốn mua sỉ thì điện cho em nha. Còn thân 13, 26 em vô luôn là 400. 400 ngàn 26, cũng hết tím sen luôn. Sau đây em lên đỏ thằng thông và thằng tròn nha. 27 đỏ thằng thông nha mấy chị. Những cái loại đỏ thằng thông này cốt nó không được lớn nha, nhưng mà nó rất là đẹp nha. Chiều cao nó 1m3, tán ngang khoảng 50. Một cốt thằng thông. Còn thằng 12 đó trên không đi. Số 27 em vô luôn là 400, đỏ thằng thông. Có gì chèn về tỉa này hơi là nữa nó đẹp lắm nha. Chó này chiên nha, màn đêm vô khóa. Đây có một chỗ. Số 28 tròn nha. À, 60 tán ngang 75. Này cốt thấp thăng thấp nha mấy anh chị. Giờ này đi chia ra hai ba chia nha. Tổng hoành đây là 21. 28 em vô luôn là 400. À, 400.000 28. 29 là lớn cây lắm nha mấy anh chị. Cao 60 tán ngang 1m2, 1m3 đó. Cây này nó lên đây nhiều chia nha. Rất là đẹp. 29. Đây chia 3 chia nha mấy anh chị, em đo tổng hoành nha. Tổng bộ đế của nó là 25. Rồi cái số 29 em vô luôn là 500. 500 ngàn số 29. Ừ. 30 thằng thông. Cao 1m2. Nó ngang 50 luôn. Tổng quạnh đây là 15. Hôm nay nó chia ra hai cái. Số 30 em vô luôn là 400. Rồi thằng thông luôn 400. Ba mươi mốt cao 1,5 m, tán ngang 60, 1,5 m, 1,6 m các bác chị, cây cao lắm nha, rất là đẹp thằng thông nha. Hoành thân là 11. 31 em vô luôn là 400. Đó, gọi cho các bác chị coi này, lung linh luôn, rực rỡ luôn. 32 cao là 1,3 m, 3,4 m đó nha. Tháng ngang 50, em trừ hao chiều cao hết nha. Hoành thân là 14. 32 em vô luôn là cũng 400 luôn. Hỏi thằng thông luôn, 400. 33, cao 1,5 m. Tháng ngang 50. Hoành thân 12. 33 em vô luôn là 400. 400 ngàn luôn, đổi thằng thông luôn. 34 thằng tròn. Cao 90 tán ngang 1,2 m, 1,3 m. Dịnh nha. Này lên đây là bộ đế nội nên giữ lắm lớn nha. Em đo tổng này cho các bác chị coi luôn. Này vô cái chậu lớn lớn thì chơi là bông rực rỡ luôn nha. Tổng của đế dưới đây là 39. 34 em vô luôn là 500. Cây này rất lớn cây nha. 500. 40 tầng thông. Cao 1,2 m, tán ngang 50 luôn. Còn thân 13. 35 em vô luôn là 400. 400 ngàn tầng thông luôn. 36 cao 1,1 m, tán ngang 50 luôn. Còn thang là 13 luôn. 36 em vô luôn là 350 ngàn. 350. 36. 37. Cao 1,6 m. Nó ngang 50 luôn. 6,7 m các anh chị. Cao quá nha. Không này cao lắm cao. Còn thang là 12. 37 em vô luôn là 450. Cái này phải nói là gỡ nha. Cao.
38, 37, 38 một cặp luôn, cao 1m6, 1m7 á, 50 luôn. Đó thằng thông luôn, con thông này khó, bây giờ cũng hơi khó kiếm nha mấy anh chị. Còn thông 13, 38 em vô luôn là 450 luôn, 450 ngàn. 39, cao cũng 1m6 luôn, ngàn khoảng 50 luôn. Còn thông 13 luôn, 39 em vô luôn là 400. Đủ bác chị không? Đỏ thằng thông luôn, thông tròn đầy đủ, bữa nay đầy đủ bác chị chơi luôn, kiếm sen cũng vậy luôn. Thằng thông tròn đầy đủ bác chị chơi luôn. 40, cao 1m6 luôn, cái ngang khoảng 50 luôn. Còn thằng 11, 40 em vô luôn là 450. Những thằng thông là cái này cốt nó với đây hơi nhỏ các bác chị, tại vì nó thằng thông nó đã rút hoài hoài lên. 41, cao 1m5, cái ngang khoảng 50. Còn thằng 12, 41 em vô luôn là 450, cao 1m5. Bốn mươi hai cao 1m4, ngang 50. Mình thăng 12 luôn, 42 em vô lâu luôn là 350 ngàn, 350 bao ship luôn. Bốn mươi ba cao 1m5, ngang 50. Mình thăng 12 luôn, 43 em giao lưu là 400. 400.000 43. 44. Còn 1m4. Nó khoảng 50 luôn. Còn thằng 11. 44 em giao lưu là 400. 400.000 44. 45. Câu 1m6, ngang 50. Còn thằng 14, 45 em giao lưu là 450. Ôi, ui, cái bát. 46, câu 1m1, ngang khoảng 50 luôn. Còn thằng là 11, 46 em giao lưu là 350. Số điện thoại của em, số điện thoại quen thuộc của em là 0332662771 luôn. 47 cao 1m5, nó ngang khoảng 50 luôn. Còn thằng 11, 47 em giao lưu là 400 ngàn luôn, thằng thông luôn. 48 cao khoảng 1m6, ngang khoảng 50. Còn thằng 11 luôn, 48 em giao lưu là 400, cao 1m6. 49, cao 1m3, ngang khoảng 50. Còn thằng 11, 49 em giao lưu là 400, 400 ngàn luôn. 49, 50, cao 1m2, ngang khoảng 50 luôn. Còn thằng 11, 50 em vô luôn là 350 ngàn, 350 ngàn. Số 50. 51 cao 1m7, 7m8 các anh chị, ngang khoảng 50, tới đọt trên khoảng 2m luôn á, chị hao á. Còn thằng 11 luôn, 51 em vô luôn là 450, 51 450 ngàn. 52 cao 1m4, ngang khoảng 50 luôn. Còn thằng 12, 52 em giao lưu là 400 ngàn. 52, 53 cao 1m5, ngang khoảng 50 luôn. Còn thằng 11 luôn, 53 em giao lưu là cũng 400 luôn. Nó cỡ cỡ hoành thang gì không nghe các anh chị, tại thằng thông mà. 54
tàng tròn, cao 60, nó ngang khoảng 65. Hôm nay chia ba chia nha, em đo tổng ba chia đi. Tổng của cái đây là 28. Cái số 54 em giao lưu là 400. Tàng tròn 400. 55 tàng tròn, cái này bự cây các bác chị. Cao khoảng 65, tán ngang 1m1. 1m1 đó nha. Ở đây nó có hai nhánh nha. Dưới đây một cốt mà lên đây chia hai nhánh. Tổng hoành đây 21, còn hoành thăng chính của nó là 11. 55 em giao lưu là 500. Tàng tròn luôn. 500. Cái đó vô cái chậu 90 là dữ lắm, lớn nha, cây na cây mới gọi 55 á. 56 cao 1,5 m. Tán ngang khoảng 50 không à, tán ngang và chiều cao nó vậy đó. Hoành thăng 11 luôn. 56 em giao lưu là 400 luôn. Đó, thằng thông luôn. 57 cũng là hết luôn. Cuối clip ngày hôm nay luôn. Đó, chiều cao khoảng 60, tán ngang 1m. Cây này với cây 55 hồi nãy là một bộ của nó nha. Bác chị về chơi mua một bộ này để lên hai cái chậu là lung linh luôn. Tổng củ đây là 33. Mình thăng chính của nó 11. 57 em vô luôn là 500. 500 ngàn cũng là cuối clip hôm nay luôn. Rồi, nhà vườn Ngọc Sơn và mến chào và hẹn gặp lại cô chú bác vào những video tiếp theo.